cùng Nguyên xử lý những đạn khó tiếp theo. Với thế bay này mình sẽ đánh như thế nào? Đầu tiên là mũi cơ khoảng 7 đến 8 giờ, sau đó mình cũng bấm khoảng cỡ 1/4 đến 1/5 trái và tha một tí xương ly. Và đây là kết quả.